phân tích vector theo hai vector khác nhá. Nào, phân tích vector theo hai vector khác. Nha các em chú ý này, phân tích vector theo hai vector khác. Nào bây anh hỏi các bạn nhé. Bây giờ các em phân tích vector, thế nào gọi là phân tích vector? Cái từ phân tích này này, người ta còn có thể nghĩ là biểu diễn, biểu thị, biểu diễn này, biểu thị. Nhá, biểu diễn, biểu thị, hiểu chưa? Nào, vector A sẽ bằng x vector m cộng y vector n nhá. Ok chưa? Này phân tích, thế này gọi là phân tích, hiểu chưa? Vector A bằng x vector m cộng y n, đây gọi là phân tích. Nhưng mà các em phải sử dụng các cái công thức, công thức nhá, quy tắc để biến đổi. Nào các em nhớ một số quy tắc các em hay gặp này. À, quy tắc cộng. Nào vector AB bằng gì các em? AB bằng gì? AB bằng gì? Chèn một điểm vào đi xem bằng gì nhỉ? AM cộng MB. Đúng không? AB bằng AM cộng MB chưa? Tiếp tục này, quy tắc thứ hai gặp trong bài này này là gì đây? AB sẽ bằng quy tắc trừ nhá. Anh chèn một điểm vào. Chèn một điểm vào nhá. Là OB đúng không? Là MB trừ gì nhỉ? Nếu em chèn điểm M vào đây nhá. Quy tắc trừ là MB trừ MA. Đấy, ok chưa? Quy tắc cộng thì là liên tiếp được chưa? Quy tắc trừ là gì nhỉ? Trung đầu, lộn ngược. Quy tắc cộng với trừ hay gặp này. Nào quy tắc trung điểm. Các em nhớ quy tắc trung điểm không? Nào A, B, C. Nào nếu M là trung điểm của B, C thì đố các bạn vector AM sẽ bằng gì? Đúng rồi, AM sẽ bằng AB cộng AC chia mấy? Chia 2 nhá, đúng rồi. AM sẽ bằng này, AB đúng không? Cộng AC chia mấy? Chia 2 nhá. Đấy, các em nhớ cho anh tính chất này. Đây là ba cái tính chất các em hay gặp nhất luôn. Ba cái tính chất hay gặp nhất. Một cái tính chất nữa là G là trọng tâm thì sao? G là trọng tâm thì AG như nào nhỉ? AG bằng bao nhiêu lần? AG bao nhiêu lần AM các em? Đúng rồi, 2/3 AM nhá. Cùng chiều thì là dương, đúng không? AG bằng 2/3 AM. Ok nhá. Tiếp tục này, GA cộng GB cộng GC bằng gì nhỉ? GC bằng vector 0 nhá. Các em học bài này trên lớp chưa? Chưa. Rồi ok, mình sẽ cùng nhau làm nhá. Dựa vào ba cái tính chất này, mình sẽ biến đổi phân tích. Dạng một là cho dữ kiện độ dài. Nào, cho dữ kiện độ dài nhá. Các em phải vẽ hình. Cho dữ kiện độ dài, các em phải vẽ hình. Câu 1 là gì đây? Cho tam giác ABC, gọi M là điểm trên cạnh BC, đúng không? Sao cho MB bằng 3MC. Khi đó biểu diễn AM, biểu diễn AM theo AB và AC nhá. Biểu diễn thấy chưa? Cái này là biểu diễn chưa? AM theo AB và AC. Nào đầu tiên các em vẽ hình nhá. Nào tam giác ABC. Tam giác ABC à? A BC. Nào vẽ vào nhá. M thuộc cạnh BC đúng không? MB bằng 3MC. Vậy M ở đâu? MB gấp 3 lần MC đúng không? Nghĩa M nó phải gấp 3 lần MC, vậy MC nó gần C hơn. Nghĩa MB là mình sẽ có 3 phần này. MC là 1 phần. Đúng chưa? Đúng là MB gấp 3 lần MC chưa? Nhá. Đấy các em phải vẽ đúng hình cơ. Các em mà vẽ không đúng là không sẽ không ra đâu. Nào đúng chưa? Rồi, bước 1 là vẽ đúng hình nhá. Nào, sau khi vẽ đúng hình thì các em để này. Người ta biểu diễn AM đây, AM đây. Theo AB và AC đúng không? Có nghĩa là em phải biến đổi này. AM sẽ bằng M lần AB cộng N lần AC. Các bạn hiểu thế nào là biểu diễn chưa? Nghĩa là các em phải phân tích ra như này.
nó phải xuất hiện AB và tuyến AC. Thì phân tích như nào? Thì anh sẽ hướng dẫn các em phân tích bằng phương pháp sau đây. Phương pháp đó là phương pháp chèn điểm, nhớ nhá. Nhớ cho anh chèn điểm. Chèn điểm thôi. Chèn điểm thì sẽ có mấy quy tắc chèn điểm, biết không? Hai quy tắc đây, các nhìn này. Hai quy tắc. Thứ nhất là quy tắc gì đây? Quy tắc cộng. Đây quy tắc gì nhỉ? Các trừ. Ok chưa? Nào quy tắc cộng này là nối tiếp AM MB. Quy tắc trừ là gì nhỉ? MB trừ MA. Đúng không? Nào vậy thì mình sử dụng bài này. Các em quay lại bài nhá. AM, các em muốn xuất hiện AB và AC đúng không? Vậy em phải chèn điểm gì? Chèn điểm gì để xuất hiện AB AC đây? Ok, chèn điểm M, nhưng mà các em phải biểu diễn, các em phải xuất phát từ AM nhá. Các em xuất phát từ AM nhá. Các em phải chèn điểm B vào. Chèn điểm B vào. Thế có phải là thành là AB không? Cộng gì? BM. Đúng không? AB cộng BM. Anh đang quy tắc cộng nhá. Quy tắc cộng. Đấy thì là xuất hiện AB chưa? Cộng BM chưa? Đấy. Rồi. AB đã có ở đề bài chưa? AB này và AC này. AB có tôi để in nhá. Cộng này. BM. BM bằng gì biết không? BM đúng rồi. BM như nào với BC đây? Bằng mấy phần? Đúng rồi, 3/4 đúng không? BM 3 phần, BC 4 phần. 3/4 BC. Đấy. Có đúng không? Nhưng mà mình phải làm sao để xuất hiện AB, BC. Bên này toàn là ABC. Nhớ chưa? Nào bằng gì đây? AB thì rõ rồi nhá. Cộng này 3/4. Bây giờ các em muốn xuất hiện ABAC thì mình phải chèn điểm gì vào đây? Chèn điểm A đúng không? Quy tắc trừ hay quy tắc cộng? Cộng cũng được, trừ cũng được, nhưng mà theo các em nên dùng quy tắc cộng hay trừ? Nếu quy tắc cộng nhá thì là gì? BA cộng AC. Quy tắc trừ là gì? AC trừ AB. Có đúng không? Có hai. Nếu mà quy tắc trừ là A sau trừ A trước nhá. Quy tắc cộng thì là như này, BC này là BA cộng AC. Quy tắc trừ sẽ như này. Chèn điểm A vào là gì nhỉ? A sau đúng không? Trừ đi AB. Theo em công thức nào lợi hơn của mình? Trên hay dưới lợi hơn? Dưới trên. Thì các em nhìn thấy bài này, AB và AC đúng không? Thì mình sử dụng công thức này đúng không? Thì tiện hơn không? Lợi hơn. Nào vậy là sẽ bằng gì đây? AC trừ gì nhỉ? AB. Đúng này không? AC trừ AB chưa? Vậy bằng gì đây? Nào, mấy anh em trừ nhá. AB và tung ra đi. AB trừ 3/4 AB thì là gì nhỉ? AB trừ 3/4 AB được gì đây? 1/4 AB cộng với cả 3/4 AC. Ok chưa? Phân tích xong chưa? Đấy. AM sẽ bằng là 1/4 AB cộng 3/4 AC. Phương pháp là gì đây? Chèn điểm. Nhớ chèn điểm ở đây này. Đó. Chèn điểm ở đây nhá. Xong rồi. Nhớ chưa? Các em chèn điểm M ở đây. Thành BM sang quy về BC nhá. Ok chưa? Đấy. Phân tích AM. Rồi, xong rồi. Em sẽ khoanh đáp án nhá. Câu 3 là cho tam giác ABC với M là trung điểm của AB. N thuộc AC sao cho NC thì bằng 2NA. Đúng không? Gọi K là trung điểm của MN. Đây là trung điểm của BC. Tính AK theo ABAC, tính KD theo ABAC. Nó chỉ là biểu diễn nhá. Một vector theo hai vector khác. Là vậy hình nào? Tam giác nhá. Vậy hình vào A B C nhá. Rồi, M là trung điểm AB, đúng không? N thuộc AC sao cho NC bằng 2NA. Nghĩa NC sẽ là hai phần. Em chia NC là hai phần. Đúng không? NC 2 phần, NA 1 phần. Gọi K là trung điểm của MN. K đây nhá. Đúng chưa? D là trung điểm của BC. D là trung điểm BC. Đây D. D trung điểm BC đây nhá. Nào. Tính AK theo AB và AC. Tính AK đây. AK theo AB và AC nhá. Nào các em nhìn như sau. Nào phân tích nhá. AK. AK theo AB và AC. Thì bây giờ các bạn muốn phân tích được ý, thì các em xem AK là đường gì. Các
các em biểu diễn AK theo AB và AC. Có những bài thì các em không chèn điểm luôn, mà các em nên nhìn vào hình vẽ nhá. Nào, AK là gì các bạn? Có bài K là trung điểm của gì đây? BN đúng không? Vậy theo quy tắc trung điểm, nào quy tắc trung tuyến thì AK là 1/2 của AM cộng AN chưa? 1/2 AM cộng AN. Đúng này không? Bằng này, 1/2 này. AM này bằng gì các bạn? AM là nhiều với AB. AM một nửa của AB chưa? 1/2 AB. Cộng này, AN bằng gì? 1/2 của AC chưa? Vậy bằng gì đây? 1/2 nhân 1/2 là 1/4 nhá. AB. Đấy, cộng với cả gì nhỉ? À không, AN bao nhiêu AC đây? 1/3 cơ. 1/3 nhá. 1/2 nhân 1/3 là 1/6 AC. Xong rồi rồi. Nghe anh đã phân tích AK theo AB và AC chưa? Rồi nhá. Đấy. Đây người gọi là phân tích. Có nghĩa là gì? Các em phải sử dụng xem cái AK ấy nó là cái đường gì đặc biệt không? K là trung điểm. Thường thì mình sẽ dùng đường trung tuyến. Đấy. Sau đó mình AM theo AB này, AN theo AC này. Thế là xong. Đây người ta phân tích nhá. Các em phải làm nhiều cách. Nào bây giờ tương tự câu B nhá. Các em nhìn câu B này. Câu B là phân tích gì đây? KD đúng không? KD theo AB và AC. Nào vậy KD thì làm như nào? Làm thế nào để xuất hiện AB AC bây giờ? Nào, về các em tư duy cho anh nhá. Lớp 9 lên lớp 10 thì nhớ này, câu sau sẽ liên quan đến câu trước. Đúng chưa? Nào, vậy KD thì em nên chèn điểm gì? Chèn điểm gì đây? A vào. Mấy cả đây này, có AB AC không? Thì nên chèn điểm A vào đây không? Xuất hiện điểm A đã. Nào, A nó sẽ bằng gì nhỉ? AD. Quy tắc trừ đi. AD trừ gì nhỉ? AK. Có đúng không? Nếu mà anh chèn điểm A theo quy tắc cộng là gì nhỉ? KA. KA thì lại không phải là AK rồi. Quy tắc trừ nhá. AD trừ đi AK. Bằng gì đây? Mà AD lại bằng gì nhỉ? Kem nhỉ? AD là gì đây? Đây là trung điểm của gì? BC không? Vậy vậy AD bằng gì? Đúng rồi, 1/2 AB cộng AC. AB cộng AC. Có đúng không? Đấy, AD là 1/2 AB cộng AC chưa? Trung điểm là trừ đi AK. AK mình vừa tính chưa? Rồi đấy, 1/4 của AB cộng 1/6 AC. Rồi, từ đó mình sẽ có gì đây? Nào. 1/4 AB trừ 1/2 AB trừ 1/4 AB là 1/4 AB chưa? Có biết trừ không? 1/2 AB trừ đi 1/4 AB chưa? 1/2 AC trừ đi 1/6 bằng gì nhỉ? Bằng bao nhiêu? 1/7. 3 AC. Có đúng không? Đây này, 1/2 AB trừ 1/4 là 1/4 không? 1/2 AC trừ đi 1/6 AC là 1/3 chưa? Vậy mình có đáp án chưa? Rồi nhá. Đây người ta là phân tích. Phân tích theo hai vector. Như sau, cho tam giác ABC trọng tâm G, đặt CA bằng vector A, CB bằng vector B đúng không? Biểu diễn biểu thị này các cái vector này theo AB. Đấy, ok. Vậy các em vẽ hình nhá. Trong giác ABC vẽ vào. ABC. Được chưa? Rồi, G là trọng tâm. Các em nhớ này, vẽ một đường duy nhất thôi nhá, vẽ một đường thôi. À, ví dụ các em thì đây AG đây. Vẽ một đường thôi nhá. Gọi M là trung điểm của BC thì chia 3 phần thì G sẽ ở đây. Nhớ chưa? Vẽ một đường để đỡ rối hình. Vẽ cho anh một đường thôi nhá. Gọi M là trọng là trung điểm của BC. Được chưa? Vậy thì AG xem gì kem? Nào, câu A nhá. Biểu thị AG theo A, vector A và vector B. Nào, vector A vector B đúng không? Tô cho anh vector A là gì? Vector nào? Vector A là vector C gì đây? CA. B là vector gì đây? CB đúng không? Nghe phải quán biển thị qua điểm C này, điểm B và điểm A. Làm những cái điểm màu xanh này nhá. Chỉ cần chèn những điểm màu xanh này vào là được. Ok chưa? Nào, vậy AG gì kem? AG gì? Thứ nhất nhá. AG bằng 2/3 của AM chưa?
2/3 của AM. Có đúng không? Nào tiếp tục này. AM lại bằng gì nhỉ? AM là 1/2 của AB cộng AC chưa? Nó sẽ bao gồm điểm A này, điểm C và điểm B chưa? Nhá. Những cái điểm màu này cần biểu diễn này. 1/2 của AB cộng AC. Ok rồi. Bằng gì các em? 2/2 là hết này. 1/3 đúng không? AB cộng AC. Ok. Rồi. Nhưng mà đề bài người ta không yêu cầu biểu diễn qua AB và AC đúng không? Mà người ta biểu diễn qua đâu? CA và gì nhỉ? CB đúng không? Đây vết A nhá. Vết B đúng không? Cái mắt biểu diễn qua CA và CB đúng không? Nào CA lại bằng gì các em nhỉ? CA thì bây giờ các em xuất hiện CA đúng không? Và CB đúng không? CA, CB thì mình phải chèn điểm gì vào đây? Chèn điểm gì vào đây để xuất hiện CA, CB? Đúng rồi, chèn điểm C vào đây. Chèn điểm C vào đây nhá. Nó phải là gì đây? CB trừ gì nhỉ? CA. Có đúng không? C sau trừ C trước chưa? Cộng này AC thì bằng gì nhỉ? Đúng rồi, trừ CA. Có đúng không? AC bằng trừ CA. Được chưa? Các em đảo dấu lại. CA thì phải dấu trừ. AC bằng trừ CA. Nhớ chưa? Rồi vậy bằng gì các em nhỉ? 1/3 CB đúng không? Trừ bao nhiêu? Trừ 2 CA. Đúng chưa? Đấy. Bằng gì nhỉ? 1/3 của CB thì bằng gì nhỉ? B chưa? Trừ đi 2 lần A. À. Từ đó các em chọn được đáp án chưa? Rồi nhá. Đấy. Đó chính là cách làm của câu A. Nào câu B nhá. Nào câu B người ta bắt phân tích gì các em? Biểu thị gì đây? CG đúng không? CG theo AB. CG này. Các biết CG thì bằng gì? CG gì đây? Thế phải là mình đã biểu diễn được AG chưa? AG mà người ta cho CA cả CB chưa? Thì mình nên chèn điểm gì vào nhỉ? A vào nhá. Và CA cộng gì đây? AG không? Đúng này không? Phải CA và AG không? CA nó trên vector gì? A cộng AG. AG biểu diễn được chưa? Rồi, AG bằng gì đây? 1/3 của B trừ gì nhỉ? 2A chưa? Đúng này không? Để bao nhiêu đây? Quy đồng lên đi các em. Bằng 3A này cộng B trừ 2A chưa? Bằng gì nhỉ? A cộng B trên 3. Xong chưa? Đấy. Câu C là gì đây? Biểu thị AI theo vector A và vector B đúng không? Biểu thị AI đúng không? AI thì mình chèn điểm gì bây giờ? Nào với Y là gì đây? Y là trung điểm của AG đúng không? Y đây. Y là trung điểm của AG đây. Vậy là AI như nào với AG nhỉ? 1/7. 1/2 rồi. 1/2 AG chưa? Mà AG mình đã biến đổi được chưa? AG mình vừa làm một câu A rồi đúng không? Vậy thay thôi, thay 1/2 thôi, 1/2 nhân với cả B vector B trừ 2 vector A trên mấy? Trên 3. Cái quả nó như đây. B trừ 2A trên mấy? Trên 6. Ok, chọn được đáp án chưa? Đấy, nghĩa câu trên nó luôn liên quan đến câu trước, đúng không? AI bằng 1/2 của AG chưa? Rồi. Rồi tiếp tục câu D. Câu D là gì đây? Biểu thị CI theo A và B. Nào CI bằng gì các bạn? CI chèn điểm gì? Đúng rồi, CI sẽ bằng, nên chọn là CA đi. Bạn nào chọn CG cũng ok. CG cũng GI. Mà GI mình chưa có, mình nên chèn điểm A nhá. Là CA cộng AI chưa? CA thì bằng gì rồi? CA thì bằng gì? Chèn điểm A vào nhá. CA bằng gì đây? Vector A chưa? Cộng AI thì mình biết chưa? AI đây. Đây, AI ở trên này. Là B trừ đi 2A trên cho 36 nhá. Em kết quả bao nhiêu đây? Nhân lên là 6A này trừ đi 2A là 4A. 4A cộng B 6, ok. Chờ được đáp án chưa? Đấy. Nghĩa là những cái bài này thì mình có thể dựa vào gì nhỉ? Đáp án nhá. Ok, rồi em chữa câu nào vào đi nhá. Dạng 2. Dạng 2. Cho dữ kiện vector thì các em chuyển chèn điểm vào xong
Được chưa? Các em không phải vẽ hình đâu, các em chỉ cần chèn điểm là xong nhá. Cho dữ kiện vector thì các em chỉ cần chèn điểm là xong nhá, không nhất thiết phải vẽ hình. Nào, ví dụ, các em nhìn ví dụ câu 9 này. Đây, câu 9 nhá. Câu 9, các em nhìn đề bài đi. Cho tam giác ABC, điểm Y thỏa mãn vector IA bằng 2 lần vector IB, đúng chưa? Nào, biểu thị CI, vector CI này theo gì đây? Theo CA và CB. Nào, biểu thị CI theo CA và CB. Nào, các em con này là các em làm như nào? Biểu thị CI theo CA và CB nhá. Nào, thì các em để này. Các bạn, người ta cho dữ kiện vector không? Không cần thiết thiệt vẽ hình đâu, bạn nào vẽ hình là rất dài. Các em dựa vào cái dữ kiện vector này này, các em chèn điểm cho anh thôi. Nào, đề bài yêu cầu là C gì đây? CI đúng không? Theo CA, CB đúng không? Vậy em phải làm sao xuất hiện CI? Thì mình chèn điểm gì vào đây các em? Chèn C vào đây đúng không? Nào, ta có nào, chèn điểm C nào. Chèn điểm C nhá, ta được gì đây? Nào, nên sử dụng quy tắc trừ đi. Nào, nếu quy tắc cộng thì thành gì nhỉ? Là IC cộng CA đúng không? Thế thì không hợp lý. Quy tắc trừ là gì nhỉ? CA trừ CI. CA trừ CI. CA trừ CI bằng bao nhiêu đây? 2 lần bao nhiêu kem? CB đúng không? CB trừ CI. Còn như này không? Nào, tương đương là gì đây? Nào, các em phá tung ra nhá. CA này trừ CI đúng không? Trừ CI bằng 2CB đúng không? Trừ 2CI chưa? Rồi, các em hãy chuyển CI sang một vế đúng không? Biểu thị CI mà. Các em giúp gọn. Nào, chuyển CI sang một vế. Đây là gì đây? Chuyển vế sang nhá. CA vứt sang bên kia. Trừ CI cộng 2CI đúng không? Nào, bằng CI đúng không? Bằng 2CB trừ CA. Về xong chưa? Đấy, phải biểu diễn CI theo CB và CA chưa? Đấy, nghe mình vứt cái CI sang bên này, CA vứt sang bên này. Đấy, cái này đơn giản không? Rất là dễ, các em không phải vẽ hình luôn. Rất là nhanh. Khi người ta cho dữ kiện vector, các bạn chú ý chèn điểm luôn nhá. Chứ vẽ hình thì quá lâu, nhớ chưa? Đấy, có CI chèn điểm C vào. Nào, tương tự mình làm câu 10 nhá. Câu 10 này, cho tam giác ABC Y thuộc BC sao cho vector BI này cộng 2IC bằng vector 0. Tính vector AI theo hai vector AB và AC đúng không? Thì các em nhìn này, tính vector AI, vector AI nhá, nghe các em phải xuất hiện AI. Thì mình phải chèn điểm gì vào đây các em? Chèn điểm A vào đây đúng không? Nào, chèn điểm A nhá. Chèn điểm A này, ta được gì đây? Nào, chèn điểm A vào đây nhá. Làm gì nhỉ? AI trừ AB đúng không? AI trừ AB này đúng không? Cộng với 2 lần gì nhỉ? Chèn điểm A vào đây đúng không? AC trừ AI đúng không? AC trừ AI bằng vector gì nhỉ? Bằng vector 0 đúng không? Vậy các em phải rút gọn nhá, và tung ra rút gọn này. Nào, AI trừ đi AB này, vector cộng 2 lần vector AC trừ gì đây? 2 vector AI chưa? Bằng vector 0 chưa? Đúng không? Nào, tương đương rút gọn được thì các em AI trừ 2 AI bằng gì nhỉ? Trừ AI đúng không? Các em chuyển sang về bên kia đi. Nào, AI trừ đi 2 là trừ AI đúng không? Chuyển sang bên kia là trừ AB cộng 2AC bằng AI đúng không? Chuyển về sang bên kia. Vậy các em đã xong chưa? Rồi đây, phân tích AI theo AB AC chuẩn chưa? Xong rồi, rất nhanh, không phải vẽ cái hình vẽ làm gì cả nhá. Đấy, chữa câu 10 vào đi. Nào, các em nhìn câu 11 như sau. Nào, cho tam giác ABC Y thỏa mãn 5MA bằng 2MB
Nếu vector IA bằng m lần im cộng n lần ib có nghĩa là gì biết không? Có nghĩa là gì? Mày hãy biểu diễn IA theo im và ib đi, rồi cho tao xem hai hệ số của trước hai cái số này là bao nhiêu. Có hiểu không? Nào, bây giờ kem thấy chữ y không? Chèn điểm y vào đây để xuất hiện IA, im, ib đúng không? Nào, chèn điểm y nhá. Chèn điểm y này. Ta được gì đây kem ơi? Được gì đây? Chèn y vào cái này nhá, cái sao này nhá. Nào, ta sẽ có 5 gì đây? 5 gì đây? Y gì? IA trừ gì nhỉ? IM chưa? Nhá. Y sau trừ y trước được chưa? Bằng 2 lần gì đây? Y gì nhỉ? IB trừ IM không? Phải là y sau trừ y trước không? Nào, tương đương là gì đây? 5 IA trừ mấy? 5 IM chưa? Bằng gì nào? 2IB đúng không? Trừ đi 2IM chưa? Nào, tương đương là gì đây? Nào, người ta bắt rút IA đúng không? IA, IA để im một vế. Anh để im IA nhá. 5 IA này bằng bao nhiêu đây? Chuyển về sang bên kia là gì nhỉ? 2IB đúng không? Dương 5, à trừ 5 chuyển về sang là gì nhỉ? Cộng 5. Cộng 5 IM trừ đi 2 là thành cộng cộng 3 IM. Đúng không? Nào, vậy chia cho 5 đi. Thì là IA gì đây? Bằng gì đây? MIM đúng không? Thì là 3 chia mấy đây? 3 phần 5 IM cộng mấy? 2 phần 5 IB chưa? Đấy. Từ đó các em tính được M mấy? M bao nhiêu đây? 3 phần 5 N mấy? 2 phần 5 chưa? Đấy nhá, suy ra M bằng 3 phần 5 N sẽ bằng 2 phần 5. Ok, từ đó chọn được đáp án chưa? Cho hình bình hành ABCD. Đặt này, AB bằng vector A. Đặt vector AB, AD bằng vector B. Biểu thị DI theo hai vector A và B. Với Y là trung điểm gì đây? Y là trung điểm của BC đúng không? Rồi ok, thì các em vẽ hình nhá. Hình nào? ABCD. Ok chưa? Rồi, đặt AB bằng vector A đây. AB bằng vector A. AD bằng vector B chưa? Đấy. Rồi, biểu thị DI với Y là trung điểm của BC. Y là trung điểm của BC đúng không? Y đây. Đây DI. Nào, Y là trung điểm của BC. Vậy các em có tính chất gì đây? Nào, trung điểm đúng không? Các em nhớ tính chất trung điểm đúng không? Y là trung điểm BC đúng không? Thì DI bằng gì các em nhỉ? DI sẽ bằng là 1 phần 2 DB cộng DC đúng rồi. DB cộng DC chưa? Ok chưa? Nào bằng bao nhiêu đây? DB này bằng gì các em nhỉ? Thế nhá, AB bằng A này vẽ lại. AB bằng A này. Tô đậm vào nhá. Ok. Nào, DB. DB có phải bằng là DA cộng DC không? Nhá. Theo quy tắc hình bình hành đúng không? DB bằng DA cộng DC. Cộng DC chưa? Đấy. Theo quy tắc hình bình hành nhá. Vì ABCD là hình bình hành. Ok chưa? Rồi tiếp tục bằng gì đây? 1 phần 2 này. DA cộng DA cộng 2DC chưa? Cứ gọn lại nhá. Bằng gì đây? Phần 2 này. DA là gì? DA là gì các em nhỉ? DA là trừ B đúng không? Đây, A, có phải là AD bằng B không? Thì DA là trừ B không? Trừ B này. Cộng 2DC là gì nhỉ? DC bằng gì? DC có phải bằng vector gì đây? AB bằng vector A chưa? Đấy. Đúng không? Đấy. Vector DC có phải bằng vector AB không? Thì bình hành mà. AB bằng DC. DA bằng trừ AD. Xong chưa? Rồi. 2A, chính xác. Trừ số 2 ở đây. Ok, xong chưa?
Các em chọn được đáp án không? Có nhá. Câu B là biểu thị AG đây. Vector AG này. Theo hai vector AB với G là trọng tâm tam giác CDI, đúng không? CDI. Các em nhớ là lấy O là trung điểm của DI nhá. Nối CO vào chia làm 3 phần thì CG sẽ chiếm 2 phần. Nhớ chưa? Nào, B nhá. Lấy O là trung điểm. Trung điểm của DI nhá. Ok chưa? Thì có phải là mình sẽ phân tích AG đúng không? Nào AG sẽ bằng gì? AG sẽ bằng AG chèn điểm C vào nhá, là AC cộng CG đúng không? Đúng không? AC cộng CG, quy tắc cộng nhá. AC bằng gì đây? AC sẽ bằng AB cộng AD nhá. AB cộng AD. Đấy. Cộng CG. CG thì bằng gì các em nhỉ? 2/3 của CO. À bằng gì đây? AB cộng AD, vector AB cộng vector AD bằng A cộng B nhá. A này cộng vector B này cộng 2/3 này. CO là gì? CO sẽ là 1/2 của CI cộng CD nhá. 1/2 của CI cộng CD nhá. Đúng không? Đây. CO 1/2 của CI cộng CD. Nào, bằng gì đây? Vector A cộng vector B cộng này. 2/3 nhân 1/2 là 3. CI bằng gì? CI bằng gì đây? CI như nào với cả CB nhỉ? 1/2 đúng không? CB này cộng CD. CD thì bằng là BA đúng rồi, trừ A. Đúng không? Trừ A bằng vector A này cộng vector B cộng 1/3 nhân 1/2 là 1/6 đúng không? CB là gì nhỉ? Trừ B chưa? B là AD chưa? Thì CB là ngược lại, đúng không? CB ngược lại cả AD là trừ B nhá. Trừ đi 1/3. À kết quả gì đây? A trừ 1/3 là 2/3 cộng với cả B trừ 1/6 B là 5/6 B. Ok chưa? Đấy, các em chọn đáp án là gì nhỉ? Ừ, ok, có đáp án rồi đúng không? B nhá.